Trong video này tôi sẽ giới thiệu với mọi người một cái update rất là thú vị của Facebook, đó là quy tắc tự động. Thì để mọi người hiểu rõ hơn về cái quy tắc tự động thì tôi sẽ giới thiệu qua cái chức năng của cái quy tắc tự động này một chút. Thì ở đây thì tôi có liệt kê một số những cái chức năng của quy tắc tự động. Đầu tiên các bạn có thể là tăng hoặc là giảm ngân sách của quảng cáo, nhận thông báo liên tục, hoặc là đặt giới hạn cho các chỉ số của quảng cáo, ví dụ như là CPC, CPM, hay là số lần hiển thị, hay là số tiền bạn phải chi trả, thì nó đều có các cái giới hạn để mọi người có thể tắt hoặc là bật quảng cáo cả. Và điều đặc biệt là nó sẽ tiết kiệm thời gian cho mọi người, thay vì chúng ta cứ phải vào Facebook liên tục và kiểm tra để tắt bật. Bởi vì trong quá trình test quảng cáo thì chúng ta sẽ tạo ra rất là nhiều nhóm quảng cáo, và nếu chúng ta theo dõi không sát thì chúng ta sẽ tốn kém rất là nhiều tiền. Về cái test quảng cáo thì mọi người vui lòng xem lại cái video test quảng cáo mà tôi đã chia sẻ từ trước. Thì để mà sử dụng cái này thì các bạn hãy vào trình quảng cáo và vào menu chọn quy tắc tự động. Thì cái này thì có một số người đã update, một số người chưa được update, hoặc các bạn có thể vào Power Editor chẳng hạn thì nó sẽ nằm bên tay phải các bạn. Thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng cụ thể của cái chức năng quy tắc tự động này. Đầu tiên là mọi người sẽ vào trình quảng cáo. Thì vào trình quảng cáo đây, từ bên ngoài mọi người vào trình quảng cáo. Ở trình quảng cáo thì mọi người ấn vào menu, đây là menu, các bạn chọn là quy tắc tự động đây. Ok, thì ở đây là cái bảng mọi người nhìn thấy, ở cái bảng là quản lý các quy tắc tự động. Mọi người có thể tạo ra rất là nhiều quy tắc để nó hoạt động. Thì để mọi người tạo quy tắc thì mọi người hãy ấn ở đây nút tạo quy tắc màu xanh bên này. Mọi người nhìn thấy đây là cái bảng tạo quy tắc. Thì đầu tiên sẽ là cái áp dụng quy tắc này cho những cái gì. Ở đây thì mọi người sẽ có ba cái tùy chọn. Thứ nhất là tất cả chiến dịch đang hoạt động, tất cả các nhóm quảng cáo hoạt động, và tất cả tài khoản quảng cáo đang hoạt động. Thì thông thường thì chúng ta sẽ chọn là các nhóm quảng cáo đang hoạt động thôi. Thì ở đây mọi người sẽ chọn hành động, tức là khi mọi người áp một điều kiện nào đó thì Facebook sẽ cái quy tắc tự động này sẽ làm gì giúp cho mọi người. Thì ở đây sẽ Facebook sẽ đưa ra bốn cái tùy chọn sau. Thứ nhất là tắt nhóm quảng cáo, cái này là đơn giản nhất rồi. Thứ hai là chỉ gửi thông báo, đỡ mọi người phải ngồi phải trực rất là mất thời gian. Và đây là một số cái phức tạp hơn nữa như là điều chỉnh ngân sách. Đấy, ở đây thì nó cho phép là tăng hoặc giảm ngân sách hàng ngày hay là trọn đời lên hoặc xuống. Tiếp một cái nữa là tăng giá thầu hoặc là giảm giá thầu. Thì ở đây tôi ví dụ là tăng ngân sách đi. Ok, đây nó báo lỗi, tăng ngân sách lên là 30% chẳng hạn. Ở đây thì nó cho phép mọi người là chọn phần trăm hoặc là bao nhiêu tiền đấy. Thời thông thường thì tôi sẽ chọn là phần trăm. Và đây thì nó cũng cho phép mọi người là giới hạn ngân sách hàng ngày tối đa. Ví dụ ngân sách hàng ngày của tôi là 500 ngàn chẳng hạn. Thì ở đây, đây, tăng ngân sách hoặc là giảm ngân sách. Đấy, hoặc là giảm ngân sách. Đấy, tùy tùy các bạn lựa chọn. Đấy, hoặc là chỉ cần gửi thông báo, tùy mọi người lựa chọn. Thì ở đây tôi sẽ chọn cái đơn giản nhất, đó là tắt nhóm quảng cáo. Thì khi như thế nào? Thì ở đây bắt đầu là mọi người có thể chọn điều kiện. Đây là những cái điều kiện phổ biến nhất, ví dụ như là số tiền chi tiêu hàng ngày chẳng hạn, ngân sách trọn đời, tần suất. Ví dụ như trong các video trước tôi có chia sẻ mọi người là khi mà tần suất quá cao, tức là một người thấy quảng cáo quá nhiều lần chẳng hạn, thì các bạn có thể tắt hoặc là dừng lại nhóm quảng cáo. Thì mọi người không hiểu cái gì á thì mọi người chỉ cái chữ Y này thì nó sẽ hiển thị rất là nhiều thông số. Đấy.
chi phí này. Chi phí này thì mọi người phải cài Excel vào và mọi người mới theo dõi được. Chuyển đổi tùy chỉnh. Hoặc là các cái số như mọi người có thể xử lý được như là CPM này, CTR này, số lần hiển thị này, số lần tiếp cận này. Thì ở đây hoặc là có thể chi phí tới mục mỗi kết quả này. Thì ở đây nó đặt ra một cái vấn đề là làm sao để mọi người tìm ra được cái chi phí tốt nhất để mà làm. Thì cái này là tùy sản phẩm, tùy dịch vụ, tùy fanpage của mọi người. Thì cái này đòi hỏi mọi người phải có lịch sử, mọi người phải theo dõi trước đó, và mọi người có một cái lịch sử để mọi người đưa ra một cái con số phù hợp cho từng cái loại sản phẩm, hay là tùy fanpage, hay là tùy cái thời điểm của mọi người. Mọi người không thể so sánh người này người kia được, thì mọi người phải làm, mọi người theo dõi thì mọi người mới đưa ra được những cái kết quả này để mọi người chọn và mọi người cài đặt. Thì ví dụ ở đây tôi chọn là tần suất đi, thì tần suất tôi lớn hơn 1,5 chẳng hạn đấy, thì nó sẽ tắt nhóm quảng cáo. Thì ở đây thì mọi người có thể cái số lớn bé ở đây này, mọi người thấy nhìn thấy này, thì nó sẽ cho tùy chọn mọi người này, lớn hơn này, nhỏ hơn này, trong khoảng này, ngoài khoảng này. Thì tùy cái trường hợp mọi người chọn, tôi có thể chọn nhỏ hơn hoặc là tôi chọn trong khoảng. Đấy, ví dụ tôi chọn tắt quảng cáo khi mà trong khoảng 1,5 đến 2 chẳng hạn. Hoặc là tôi chọn từ 2 đến 2,5 chẳng hạn. Đấy, ok. Và tôi có thể thêm nhiều điều kiện ở đây. Và yêu cầu là cái số lần hiển thị này phải lớn chẳng hạn. Ví dụ tôi chọn đây là 5.000 đi. Đấy. Chẳng hạn, tức là số lần hiển thị phải đạt cái đó như vậy. Mọi người có thể chọn tương tự và mọi người có thể cài rất là nhiều điều kiện. Đấy, về số tiền chi tiêu hàng ngày phải lớn hơn 30.000 chẳng hạn. Bởi vì nếu mà mọi người chạy mà ít quá chẳng hạn thì mọi người không thể đánh giá được. Hoặc mọi người chạy ngắn ngày quá chẳng hạn thì mọi người không thể đánh giá được. Thì cái này mọi người có thể xem lại cái video là đánh giá hiệu quả quảng cáo. Hoặc là mọi người, tốt nhất là mọi người hãy dựa trên thông số của chính bản thân của mọi người. Thì ở đây mọi người sẽ cho cái chọn là khoảng thời gian, tức là khoảng thời gian mà cái cơ sở dữ liệu mà các bạn muốn áp dụng quy tắc là tính trung bình ấy. Bởi vì là một ngày thì cái tần suất nó sẽ tính trung bình thì khác, nhưng 7 ngày nó sẽ khác, một tháng thì nó sẽ khác. Thì mọi người ở đây là mọi người có thể này, ngày trước đó, 7 ngày qua, 14 ngày qua, 30 ngày, hoặc là chọn đời. Rồi, ok. Thì tiếp theo chúng ta sẽ có một cái chọn là khoảng thời gian ghi nhận. Thì cái này thì nó sẽ áp dụng cho cái má tùy chỉnh nha các bạn nhé. Bởi vì sau một thời gian bao nhiêu lâu đó, tức là người ta xem quảng cáo rồi sau đó bao nhiêu lâu thì người ta có thể mua hàng. Thì cái này muốn có được thì các bạn phải kích cái má, cài cái má tùy chỉnh. Các bạn có thể xem lại cái phần remarketing và cái chỗ pixel và cái chỗ là chuyển đổi tùy chỉnh, thì mọi người sẽ hiểu thêm về cái này. Thì ở đây á, sau đó cái cuối cùng là chúng ta sẽ chọn tên quy tắc. Ví dụ tôi quy tắc là demo đi. Ok. Thì hiện tại thì không có quảng cáo nào nó phù hợp với những cái này, thì nó sẽ không cho mọi người xem trước. Thì mọi cái thắc mắc thì mọi người có thể là comment trong nhóm hỗ trợ hoặc là bên dưới video cũng được. Thì cái này thì nếu mà tài khoản này nếu có nhiều người thì tất cả thì mọi người đều nhận được thông báo, nhưng mà mọi người là chỉ có những người có quyền truy cập vào tài khoản thôi nhé. Thì các bạn sẽ tạo quy tắc. Ok, đây. Thì ví dụ đây là tôi đã tạo hai quy tắc. Đấy, và quy tắc sẽ chạy tối thiểu 30 phút một lần chẳng hạn. Hành động là tắt nhóm quảng cáo chẳng hạn, áp dụng tất cả. Đây tôi có thể tắt mở. Đấy. Hoặc là đây tôi có thể chỉnh sửa lại xem trước và xóa. Thì cái công cụ này á thì nó sẽ giúp ích cho mọi người rất nhiều, nhưng mà để sử dụng được thì mọi người phải có một cái bảng theo dõi
Và ví dụ các bạn theo dõi, ví dụ như là cái chi phí cho một lượt click là bao nhiêu, chi phí CPM trung bình là bao nhiêu, thì các bạn mới sử dụng cái bảng quy tắc này hiệu quả được. Thì cái này là một cái update mới Facebook, thì mình cũng chưa có thời gian để mà nhiều để trải nghiệm, nên là chưa có nhiều lắm cái kinh nghiệm để mà xử lý mọi người. Thì sau thời gian tới mình update và sử dụng thì mình sẽ chia sẻ thêm cho mọi người cái vấn đề này. Thì mọi người có thể vào web.com để xem nhiều video hơn của mình. Chúc cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người chạy quảng cáo Facebook được tốt.